Thầy Hùng cũng đã đi ra ngoài rồi mọi người. Không mà mình nhớ là ngày trước mình có thực hiện để dời kết giới ở bên trong nhà bếp, đi tới khu vực của Sáu Cây Si, có đúng không mọi người? Thì bây giờ chúng ta đợi xem là thầy Hùng đi ra đó như thế nào mọi người ạ. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Vào buổi live stream ngày hôm trước tại bệnh viện Chợ Rẫy, mình có nói với tất cả mọi người về một chuyện rất quan trọng đã xảy ra ở ngôi chùa mọi người. Trước khi nói về chuyện này, chúng ta quay trở về khoảng thời gian trước. Cách đây khoảng chừng một tuần trước mọi người, mình có thực hiện một nghi thức ma lon cổ xưa do chính ông Lũ đã chỉ dẫn cho mình thực hiện. Và cái nghi thức đó, chúng ta phải dùng đất của phần mộ để bỏ vào bên trong cái lon để thực hiện cho nghi thức ma lon. Nhưng mà trong lần đó mình đã dùng cái lon để lấy đất ở khu vực của Sáu Cây Si, cái lò luyện quỷ ở phía sau chùa đó mọi người, để mà có thể thực hiện cho nghi thức này. Thì nghi thức đã diễn ra một cách rất thành công mọi người. Có linh hồn đã xuất hiện và tới chơi với mình. Linh hồn đã đá cái lon và mình cầm cái lon lại để lại chỗ cũ để mà có thể thực hiện lại. Thì khi mà mình vừa để lại chỗ cũ á, thì cái camera của mình đột nhiên nó nổ một cái bụp. Cái camera chính ở gần cái lon mọi người, đột nhiên nó nổ một cái bụp. Và bắt đầu cái lon bốc cháy lên. Và mọi người đã thấy hết toàn bộ sự việc thông qua camera hồng ngoại phía trên đầu của mình. Tự nhiên cái lon nó bốc cháy lên và linh hồn đó bị hút vào bên trong mọi người. À, linh hồn nó đột nhiên bị hút vào bên trong và cái lon cháy phần ở trên cái lon vậy mọi người. Mình có cùng với mọi người xem lại cái video đó và chúng ta tua chậm lại để xem. Thì mọi người có thể thấy là linh hồn đó hoàn toàn không kết ấn hay không làm bất cứ một cái vấn đề gì cả mà tự nhiên bị hút vào bên trong cái lon. Thì mình nghĩ là vấn đề nằm ở đất của Sáu Cây Si mọi người. Cái điều quan trọng mà lúc nãy mình có nói với mọi người đó, mọi người biết là điều gì không? Linh hồn đó mặc đồ rất giống với lại những cô hồn đã đi vào hưởng của lễ của mình vào ngày 16 âm lịch vừa rồi. Thì chúng ta có thể chắc chắn rằng linh hồn đó là một cô hồn mọi người. Hiện tại thì ngày hôm nay cũng đã là 20 mấy âm lịch rồi. Cũng đã cận kề tới cuối tháng 7 rồi mọi người. Mà mọi người cũng biết là cửa địa ngục sẽ mở vào đầu tháng và cuối tháng sẽ đóng lại. Thì linh hồn đã bị hút vào bên trong cái lon. Lỡ như cửa địa ngục đóng lại thì phải làm sao đây? Tại vì khoảng thời gian vừa rồi mình không ra video cho mọi người xem được, thì mọi người cũng biết là cha của mình có gặp một tai nạn và mình đang lo cho cha. Nhưng vì cái việc này nó quá quan trọng mọi người, cho nên bắt buộc là ngày hôm nay mình phải giải quyết cái chuyện này. Chưa tính tới cái chuyện là cửa địa ngục đóng lại đi. Bây giờ mọi người biết á, là tất cả những cô hồn đã được đi lên trần gian này đều đã trải qua một quá trình tôi luyện để sạch sẽ ở bên trong tâm hồn của họ. Thì họ mới được thả đi lên trên trần gian này. Và những linh hồn đó đều là những linh hồn có ngày để đi đầu thai siêu thoát hết rồi. Lỡ như linh hồn này bị kẹt ở bên trong cái lon, mà bây giờ ví dụ đi ngày hôm qua là ngày mà linh hồn này phải đi siêu thoát, thì mọi chuyện sẽ như thế nào để mọi người? Có phải là vừa tội cho linh hồn đó mà vừa tội mình lại mang thêm tội nữa mọi người? Vì mình là cái người thực hiện cái trò chơi đó và linh hồn đó đã tới để mà chơi với mình, cho nên là tội lỗi bao nhiêu mình sẽ là người chịu đây mọi người ạ. Cho nên là mình đã mang cái lon mình định á,
là sẽ mang cái lon qua bên am thờ này để hỏi ông Lũ. Thì sáng ngày hôm đó thì ba của mình gặp tai nạn mọi người, cho nên từ lúc đó cho tới tận bây giờ mình chưa có cơ hội để hỏi ông Lũ, mình để cái lon ở bên vách của am thờ mọi người. Thì mọi người biết là cái đêm cách đây 2 hôm, cái ngày mà mình live stream ở trên bệnh viện với mọi người đó, là mình có nói với mọi người nghe là mình đi qua đây thì cái lon nó có rất nhiều những cái biểu hiện lạ mọi người. À, nó có rất nhiều những cái biểu hiện lạ, cho nên mình nghĩ á, linh hồn đó đã bị hút vào bên trong cái lon rồi mọi người ạ. Cho nên là tối nay mình sẽ mời thầy Hùng ra ngoài sảnh để mà có thể hỏi thầy Hùng về vấn đề của linh hồn bên trong cái lon này mọi người. Tại vì hồi chiều này khi mà mình đem hoa quả của bên chùa để mà thay cũng như là thắp hương cho các thầy á, thì mình không có cảm nhận thấy ông Lũ mọi người. Ông Lũ đi đâu mất tiêu nữa mọi người ạ. Bữa giờ ông về chùa và tự nhiên ngày hôm nay mình không cảm nhận được ông Lũ ông đi đâu mất tiêu rồi mọi người. Cho nên là tối nay mình sẽ mời thầy Hùng ra sảnh để hỏi thầy ấy về cái lon này, và mình và thầy Hùng sẽ cùng nhau giải quyết cái chuyện linh hồn ở bên trong lon nhé. Và video tối nó như thế nào mời tất cả mọi người cùng đón xem. Trước khi xem video này mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé mọi người. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đón xem nhé. Ok mọi người, mình cũng đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức tối nay. Phía trước mặt của mình đây đó chính là cái lon mà lần trước mình đã thực hiện nghi thức ma lon ở nhà của mình mọi người. Và đây chính là cái lon đó. Mọi người xem nè. Cách đây mấy hôm, mình đã có kể cho tất cả mọi người nghe rồi về chuyện là mình đi qua bên am thờ để thắp hương và cũng như là thay hoa quả cho các thầy. Thì cái lon đột nhiên nó di chuyển mọi người. Mình thấy rõ ràng, mình nhớ là lần trước mình đã đặt nó sát ở bên cái vách am thờ vậy nè, ngay chân chỗ bài vị của ông Lũ á, đột nhiên nó di chuyển ra ngoài đây. Mình thấy như vậy, mình mới vừa thắp hương xong thì mình đem nó vào, mình đặt vào bên trong lại. Thì mình vừa vào đi bên trong cái bàn thờ ở đây để mình thắp hương, thì mình đi ra lại ngoài am thờ thì mình lại thấy nó nằm ở ngoài tiếp mọi người. Thì mình nghĩ là cái lon này nó đang có vấn đề mọi người ạ. Và khi cái lần đầu tiên mà mình cầm giờ nó vô á, nó nóng hổi à, giống như là nó vừa mới bốc cháy vậy mọi người. À, y chang như là nó vừa mới bốc cháy vậy mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đặt cái lon ở ngoài trước, sau đó mình sẽ mời thầy Hùng ra để hỏi thầy Hùng về vấn đề của cái lon này nha mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đi đặt cái lon này ở ngoài trước nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt cái lon ở đây nha mọi người nha. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ bắt đầu thắp hương và thực hiện cho nghi thức tối nay nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện làm phép đèn lưu ly nhé mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mở con mắt âm dương để có thể bắt đầu cho nghi thức nha mọi người nha. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ tiến hành vào nghi thức gọi hồn để có thể mời thầy Hùng ra đây và hỏi thầy ấy về chuyện cái lon này nha mọi người nha. Dạ, con xin chào thầy ạ. Dạ thầy ơi, thầy cho con hỏi là hiện tại ông Lũ đi đâu rồi thầy? Mới ngày hôm trước con thấy ông ấy còn ở bên trong am thờ mà. Dạ. Dạ thầy ơi, ngày hôm nay con có một chuyện này mạo muội muốn hỏi ý kiến của thầy. Thầy có thể nào giúp con trả lời có được không ạ? Dạ hiện tại cái lon phía trước mặt của con đây, cách đây khoảng chừng 7 ngày 8 ngày trước, con có thực hiện một nghi thức ma lon cổ xưa mà ông Lũ đã chỉ dẫn cho con. Thì trong nghi thức mà ông Lũ chỉ dẫn cho con á, là phải lấy đất của một ngôi mộ để vào bên trong cái lon để thực hiện. Nhưng con lại lấy đất của khu vực 6 cây si ở phía sau để thực hiện cho nghi thức này. Thì nghi thức này đã thành công thầy ạ. Đã có linh hồn tới để mà có thể tương tác với con thông qua trò chơi ma lon. Thì đột nhiên nghi thức đang diễn ra thì linh hồn đó đột ngột bị hút vào bên trong cái lon thầy ạ. Và cái lon bắt đầu bốc cháy lên. Con không hiểu là lý do tại sao linh hồn đó lại bị hút vào bên trong đó thầy ạ. Thầy có thể nào giúp con giải thích về chuyện này và đưa linh hồn này ra ngoài có được không thầy? Vì con thấy trang phục của linh hồn này mặc á rất giống với lại một cô hồn
Vì lần trước con cúng 16 âm lịch ở bên trong chùa này, thì có những linh hồn đi tới để nhận những của lễ. Thì có những linh hồn mặc trang phục rất giống như vậy thầy ạ. Cho nên con nghĩ có thể linh hồn này chính là một cô hồn. Thầy có thể nào giúp con giải thích cho con biết về chuyện này và cũng như là giúp linh hồn đó đi ra ngoài có được không thầy? Vì sắp tới là cuối tháng 7 rồi. Nếu cửa địa ngục đóng lại, con không biết là làm sao để linh hồn này về luôn thầy ạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Tại sao thầy lại đưa Dạ, con nhớ ngày xưa, vào thời điểm mà con thực hiện nghi thức ở ngoài khu vực 6 cây si, con có dùng một kết giới mà thầy đã từng tạo ra kết giới đó. Con mang kết giới ra ngoài cây si để mà có thể phong ấn lại 6 cây si thầy ạ. Con nhớ là vậy thầy ơi. Chắc là vô kết giới nên thầy không đưa họ ra được. Để thầy đi ra ngoài đó xem mọi chuyện thế nào. Dạ, thầy đi cẩn thận nha thầy. Thầy Hùng cũng đã đi ra ngoài rồi mọi người. Không mà mình nhớ là ngày trước mình có thực hiện để dời kết giới ở bên trong nhà bếp đi tới khu vực của 6 cây si có đúng không mọi người? Thì bây giờ chúng ta đợi xem là thầy Hùng đi ra đó như thế nào mọi người nè. Mọi người xem cái lon kìa mọi người kìa. Trời. Mọi người xem cái lon kìa mọi người kìa. Có chuyện gì vậy ta? Nó cháy trên đầu cái lon đó mọi người. Mỗi người xem kìa. Nó cháy trên đầu cái lon á mọi người à. Ui. Trời ơi.
Dạ, con chào thầy ạ. Mọi chuyện như thế nào rồi thầy? Lúc nãy cái lon nó vừa mới bốc mơ mới mới bốc cháy luôn thầy ạ. Chứ có vẻ là khi thầy mở kết giới ở ngoài cây si ra, nó ảnh hưởng tới việc cháy cái lon thầy ạ. Dạ. Thầy Hùng đi vào bên trong cái lon rồi mọi người. Lúc nãy mọi người thấy nó bốc cháy lên thấy ghê không mọi người? Vậy là do ảnh hưởng bởi cái kết giới ở ngoài khu vực 6 cây si á mọi người, cho nên khi mà thầy Hùng vừa mới mở kết giới ra thì bắt đầu cái lon nó bốc cháy lên mọi người ạ. À. Mình không biết thầy Hùng đang làm cái gì ở trong mà mọi người. Dạ, con chào thầy. Lúc nãy con vừa mới nghe cái tiếng gầm gừ thầy ạ. Mà tại sao con lại phải bịt mắt lại vậy thầy? Dạ, con hiểu rồi. Vậy là linh hồn đó đã được đưa về địa ngục rồi, có đúng không thầy? Nhưng linh hồn đó có phải chịu tội lỗi gì khi mà chậm trễ ngày giờ đi siêu thoát như vậy không thầy? Sao đâu, họ sẽ có cách giải quyết Dạ, nghe thầy nói như vậy con cũng yên tâm. Vì con có một phần tội lỗi ở bên trong đó thầy ạ. con đâu phải cố tình đâu. Chúng
Dạ, con cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ, con nghĩ chắc thầy cũng biết là ba của con vừa mới gặp một tai nạn thầy ạ. Do là quá nhiều chuyện đến với con trong một lúc với thầy, cho nên là, nhưng không sao thầy ạ, con sẽ luôn luôn cố gắng để mạnh mẽ hơn thầy ạ. Sao mình làm nhiều điều tốt mà những chuyện không may cứ mãi tìm tới mình? Khi con người được sinh ra đều mang theo dạ, con cảm ơn những lời khuyên, những lời động viên từ thầy. Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. qua Dạ, nhờ có các thầy, nhờ có mọi người và gia đình ở bên cạnh con, cho nên con mới được mạnh mẽ như bây giờ thầy ạ. Nếu như không có thầy, không có mọi người, không có gia đình ở bên cạnh con trong những lúc như thế này, thật sự con đã suy sụp từ rất lâu rồi thầy ạ. Dạ, con cảm ơn những lời dạy dỗ của thầy. Thôi được.
Dạ con cảm ơn thầy đã giúp đỡ cho con. Con xin chào thầy. Ok mọi người, về phần của linh hồn này, may mắn có thầy Hùng giúp đỡ, cho nên hiện tại linh hồn này cũng đã được về địa ngục rồi mọi người. Lúc nãy do là mình bịt mắt lại, mình không nhìn thấy gì hết mọi người, cho nên bây giờ mình về mình sẽ xem lại camera hồng ngoại, xem là chuyện gì đã diễn ra mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ. Xin chào mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã xem video của mình nha. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.